Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì video này mình sẽ cập nhật lại cái dự án đó là Alien Exchange, một cái mạng lưới layer 2 mà trước đó chúng ta đã làm. Thì hiện tại nó đã cho chúng ta đó là claim con token đó là AEX. Thì con này thì hiện tại nó đã list ở trên sàn Bitget nha. Hiện hôm nay nó cho claim và đã list ở trên sàn Bitget. Thì giá hiện tại đâu đó khoảng là 0,029 đô cho một token. Thì đối với cái dự án này thì lúc trước mình có hướng dẫn mọi người tham gia vào testnet này. Với lại là mình có bot ở trên Telegram đó là tham gia những cái trên nền tảng gà xí, với lại là mở bot này, mở bot ở trên mainnet đó các bạn. Thì lúc trước bạn nào mà có tham gia thì bây giờ vào kiểm tra thì thử là các bạn có trúng được cái airdrop của họ hay không, thì các bạn claim về và gửi lên sàn các bạn bán nha. Ok thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum nha. Thì nó cho các bạn đó là claim ở trên đó là Alien Exchange, một cái mạng lưới của họ. Thì các bạn cứ chuyển sang mạng lưới Arbitrum rồi các bạn connect ví để các bạn kiểm tra. Trúng thì các bạn claim, còn tạch thì thôi nha. Thì sau khi các bạn connect xong á thì các bạn xin ký trên ví nha. Các bạn nhấn vào chữ đó là asset and sync nha, asset and sync, rồi các bạn xin ký trên ví. Đó, thì sau đó thì nó sẽ hiện ra cái phần như thế này. Thì nếu mà các bạn trúng bao nhiêu token thì nó sẽ hiển thị ở đây. Thì ví dụ là cái địa chỉ ví của mình đó là trúng khoảng là 1500 token AEX, thì bán và giá hiện tại thì mình bán ra đâu đó khoảng là cho 1500 này. Điều đó là gần 50 đô các bạn nha. Tuy nhiên thì hồi chiều thằng hách thằng hách kênh hách quý của mình thì nó đã claim cho mình luôn rồi đấy. Ok, còn đối với bạn nào mà ít quá nha, bạn các bạn mà trúng mà ít quá các bạn có thể là tính ra nha, các bạn tính ra thì nếu ít quá thì các bạn bỏ qua nha, khỏi claim. Còn bạn nhiều nào nhiều thì claim đấy. Ok thì phí claim thì mình thấy cũng khá là rẻ thôi các bạn. Ok thì để claim nha. Bạn nào mà trúng nhiều mà muốn claim á thì có thể là nhấn vào cái dòng chữ nè, add AEX to MetaMask, có nghĩa là add cái mạng lưới này nè, add cái mạng lưới Alien Exchange á, các bạn nhấn vào. Đó, thì sau đó thì các bạn nhấn vào thêm thôi, thêm cái mạng lưới đó là Alien X đó. Rồi các bạn chuyển sang cái mạng lưới Alien X luôn, đó nha. Đấy, mạng lưới là Alien X. Đấy. Thì sau đó thì tiếp tục các bạn là cần phải là connect cái tài khoản Telegram của các bạn thì nó mới xuất hiện ra chữ claim cho các bạn nha. Thì các bạn nhấn vào chữ đó là connect Telegram này, thì nó sẽ dẫn các bạn đến con bot ở trên Telegram cho các bạn. Thì trên Telegram các bạn mở con bot ra. Đấy, các bạn mở con bot ra. Đấy. Ok. Thì ở trên trang này thì sau đó thì các bạn chỉ cần đó là quay trở lại nha. Các bạn quay trở lại. Thì sau khi các bạn mở con bot ở trên Telegram ra xong thì các bạn quay trở lại cái trang Claim này. Rồi các bạn nhấn vào chữ là refresh TG connect. Rồi chúng ta cần phải connect với ở trên Telegram nữa các bạn. Đấy, thì trên con bot của Telegram của các bạn ấy. Trên con bot Telegram thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục connect này nha. Cái mục connect này nè. Thì trong cái một connect này, cái nhiệm vụ đầu tiên đó là connect ví. Thì các bạn nhấn vào chữ đó là connect nè. Rồi sau đó thì các bạn điền lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn thôi, rồi các bạn submit nha. Đó, các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn ra, rồi các bạn copy lại cái địa chỉ ví. Sau đó các bạn quay trở lại con bot ở trên Telegram. Các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào, rồi các bạn submit nha. Đó, thì sau khi các bạn submit xong, sau khi các bạn submit xong, tại vì mình đã claim rồi các bạn. Ở đây thì thằng H đã claim cho mình rồi, nó đã submit rồi giùm mình rồi, cho nên là mình không submit được địa chỉ ví này nữa nha. Đấy. Thì sau khi các bạn submit xong thì các bạn chỉ cần là quay trở lại thôi. Các bạn quay trở lại cái trang claim này, các bạn nhấn vào chữ đó là refresh nha, các bạn nhấn vào chữ refresh thì nó sẽ hiện ra nút claim cho các bạn, thì các bạn claim về ví. Thì đây là contract. Đây là contract của con token AEX này. Đó. Các bạn claim xong thì các bạn có thể là vào đây. Mở ví MetaMask ra.
rồi nhập token, rồi dán cái contract của token AX vào thì nó sẽ hiện thôi nha. Đó, rồi thêm vào thôi. Thì sau đó thì các bạn có thể là gửi lên sàn Bitget để các bạn bán, đó tùy ý các bạn thôi. Còn bạn nào ít quá thì bỏ qua nha. Còn về việc đó là nói chung thì để claim thì bắt buộc các bạn cần phải có một ít phí nha, ít phí ETH ở trên mạng lưới Alien Exchange. Thì đối với phí ETH này thì các bạn có thể là Bride, sử dụng Bride đó là mini Bride để các bạn Bride qua thôi, cho bạn nào muốn muốn claim nha. Đây, Bride đây. Các bạn có thể là sử dụng bên một transfer này, chọn Bride rồi một chọn một transfer này. Nếu mà các bạn đang có ETH sẵn ở trên mạng lưới BSC hay là mạng lưới Arbitrum gì đó, hay là mạng lưới Zcash hay là mạng lưới Linear gì đó, đó thì các bạn chọn mạng lưới đó, rồi ở dưới thì các bạn chọn cho mình đã là mạng lưới Alien-X. Rồi các bạn tiến hành Bride khoảng là 1 2 đô qua thôi để các bạn làm phí thôi. Đấy. Bride xong thì các bạn đi claim thôi nhé. Ok, thì như vậy là cái video mình cập nhật và hướng dẫn mọi người claim airdrop của cái dự án là Alien Exchange thì đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.